Chào các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của em, một kênh chuyên test cũng như giới thiệu các sản phẩm loa nuôi bãi. Và trước khi đi vào clip chính thức của ngày hôm nay thì em mời các bác ấn kênh đăng ký kênh bên em để theo dõi cũng như cập nhật các cái sản phẩm audio mới nhất. Và em cũng xin được cảm ơn tất cả các bác đã trong thời gian qua đã ủng hộ em cũng như đăng ký kênh và theo dõi kênh bên em. Trong clip ngày hôm nay bên em xin giới thiệu đến các bác một sản phẩm cặp loa Mỹ siêu phẩm siêu khủng long, cặp loa Sangwin Vega VS150, một cặp loa siêu khủng. Dòng này là dòng hết số của dòng VS nhé, bát 40cm các bác nhé. Kích thước của nó thì khủng, cực kỳ là khủng. Cặp này chiều cao tới 90cm, chiều rộng của nó là 48cm và chiều sâu của nó là 49cm luôn. Chiều rộng là 46 và chiều sâu là 48cm, cực kỳ khủng. Cặp loa to như hai cái tủ lạnh luôn các bác nhé. Đây, model là Sangwin Vega VS150. Đây là cái chép rất là gấu. Loa mid cực kỳ lớn, loa mid này cỡ 17cm. Loa mid này phải 20cm rồi. Và một loa bass 40cm. Đó, các bác xem, loa bass còn rất là mới, bass 40cm luôn. Bass 40cm xứng đúc. Dòng này thì chất âm đã quá nổi tiếng rồi, rất là nổi tiếng rồi, cũng không cần bàn nhiều về chất âm. Cặp này bên em về đẹp xuất sắc và nguyên zin. Các bác lưu ý là bát 40 nhưng thùng cực lớn nhé. Các bác để ý phía sau em có một cặp VS, cặp DX5 bát 30, kích thước chỉ bằng nửa cặp này thôi. Cặp này các bác có thể thấy to như cái tủ lạnh luôn đó, hơn hai găng tay. Mỗi chiều của nó là gần 50 luôn và chiều cao là 90cm. Nó có cái vỏ vân gỗ đỏ cực kỳ là đẹp, cực kỳ đẹp. Dòng này thì các bác có thể kết hợp nghe nhạc hoặc hát karaoke rất là tuyệt vời, tiếng rất là khỏe luôn, bát đánh rung nhạc. Đây, bên cạnh em có một cặp DX5 màu vàng và bên trong đây em có một cặp Sangwin Vega LS10 nữa. Bên này em có một cặp, cặp này là cặp RE30, cũng là bát 30 các bác nhé, RE30 và Sangwin Vega nên em về khá là nhiều. Cặp VS150 này giá cũng khá là tốt, trên 20 triệu đồng thôi các bác nhé. Vâng, trên 20 triệu đồng. Bác nào có nhu cầu thì mời các bác gọi cho em ngay. Thì em cũng không tiện báo giá về cái sản phẩm này nè, em bán cả cho khách và cho thợ thì anh em thợ thì sẽ có giá tốt luôn. Và bác nào quan tâm mời các bác gọi cho em 0983586968. Bên em có ship hàng toàn quốc cho các bác. Cảm ơn các bác nhé.